Quý vị thân mến, đất nước hòa bình tròn 48 năm và nhiều câu chuyện nhân văn trong khói lửa chiến tranh luôn thấm đẫm tình người. Giờ đây, nhiều người vẫn thường nhắc lại những câu chuyện hòa hợp, hòa giải dân tộc thật cảm động. Trong video này là câu chuyện một sĩ quan cách mạng từng phá rào cứu gần 30 người lính Việt Nam Cộng Hòa sau chiến dịch Thượng Đức tháng 8 năm 1974. Câu chuyện sĩ quan cách mạng cứu gần 30 lính Việt Nam Cộng Hòa. Trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến thắng Thượng Đức năm 1974 không chỉ là thành quả to lớn của quân và dân ta, mà còn đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về trình độ và khả năng tác chiến của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sư đoàn dù đã bị đánh quỵ ở Thượng Đức như thế nào? Cách thành phố Đà Nẵng 40 km theo đường chim bay, Thượng Đức là tiền đồn bảo vệ căn cứ Liên hợp quân sự Đà Nẵng, một trong những căn cứ lớn nhất của địch ở miền Nam. Địa hình Thượng Đức, ba bề là núi cao, có nhiều dốc dựng đứng, phía đông bằng phẳng lại là nơi hợp điểm của sông Côn và sông Vu Gia. Địch đã xây dựng một hệ thống giao thông hào liên hoàn trong căn cứ, cùng với 35 lô cốt nửa chìm nửa nổi, nhiều công sự có nắp và một hệ thống nhà hầm và hầm ngầm. Trong những năm 1969-1970, ta đã tổ chức đánh chi khu quận lỵ Thượng Đức nhưng không thành công. Sau mỗi lần đánh, địch lại tăng cường phòng ngự kiên cố hơn. Sau thắng lợi của đợt hoạt động hè, quân và dân khu 5 đã đánh bại một bước kế hoạch bình định lấn chiếm của địch trên các vùng Đức Phú, Gia Súp, Đắc Pét để tạo thêm thế và thời cơ có lợi hơn nữa. Theo chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chủ trương mở đợt hoạt động thu 1974 trên toàn bộ vùng đồng bằng ven biển, trong đó có hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Đà, được chọn làm địa bàn tác chiến chủ yếu. Tại hai tỉnh này, Quân khu 5 đã thành lập mặt trận A4 và tập trung hai sư đoàn bộ binh, một số đơn vị hỏa lực cùng lực lượng địa phương mở chiến dịch Đông Sơn Thượng Đức. Mục tiêu then chốt quan trọng của chiến dịch là tiến công và giải phóng khu vực Thượng Đức, tạo thế thuận lợi cho đợt hoạt động mùa khô 1974-1975. Về phía địch, mặc dù Hiệp định Paris đã được ký kết, nhưng Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa vẫn ngoan cố không thi hành hiệp định một cách nghiêm chỉnh. Ngược lại, chúng còn tìm mọi cách để lách luật, bằng những hành động trắng trợn như tiến hành phân tuyến, chia vùng, giành dân, đẩy lực lượng cách mạng ra khỏi đồng bằng và đô thị. Gay go nhất là ở mặt trận Quảng Đà. Tại đây, Mỹ Ngụy từng bước lấn chiếm vùng giải phóng ở phía Tây, tập trung xây dựng chi khu quân sự quận lỵ Thượng Đức hợp với cụm cứ điểm Nông Sơn thành tiền đồn trọng yếu, với mục tiêu bảo vệ cửa ngõ phía Tây, ngăn chặn quân giải phóng tiến xuống vùng đồng bằng khu 5 và khu liên hợp quân sự của Mỹ tại Đà Nẵng, khống chế đường số 14. Tại đây, địch có 6 căn cứ trung tâm, 6 tiền đồn ngoại vi, 6 khu dồn dân do tiểu đoàn 79 biệt động quân, 2 đại đội bảo an 704 và 148 chiếm giữ, 1 đại đội cảnh sát dã chiến, 16 trung đội dân vệ đóng giữ. Hệ thống công sự vật cản được địch tổ chức vững chắc xen kẽ với các khu dồn dân, tạo thành lá chắn sống bảo vệ căn cứ chính Thượng Đức. Về phía ta, sau một thời gian chuẩn bị rất kỹ càng, ngày 17 tháng 7 năm 1974, ta nổ phát súng đầu tiên, mở màn chiến dịch, tiến công vào cụm cứ điểm Nông Sơn Trung Phước. Đến ngày 29 tháng 4 năm 1974, trong khi địch đang gồng mình, dồn tổng lực để đối phó với những làn sóng tấn công như trời giáng của đại quân ta ở cụm cứ điểm Nông Sơn Trung Phước, thì ta đưa một lực lượng rất mạnh bao gồm Sư 304, tăng cường các đơn vị Trung đoàn 3, Tiểu đoàn 1, Đại đội tên lửa A-72 và B-72 của Quân đoàn 2, hai tiểu đoàn bộ đội địa phương nổ súng tiến công chi khu quân sự quận lỵ Thượng Đức. Đến đêm, các đơn vị tiến công Thượng Đức của Sư 304 vào chiếm lĩnh trên địa an toàn. Với phương châm tiến công, vây chặt, đánh mạnh, đánh dứt điểm trong thời gian ngắn, Sư đoàn 304 sử dụng lực lượng của Trung đoàn 66 tiến công Thượng Đức từ hai hướng Tây Bắc và Tây Nam. Trung đoàn 3 được tăng cường Tiểu đoàn 10 bộ đội địa phương là lực lượng đánh quân viện. Quân ta nhanh chóng giải quyết gọn các tiền đồn ngoại vi để tập trung tiến công trung tâm quận lỵ. Địch lúc này chống trả hết sức quyết liệt, Trung đoàn 66 chủ công đánh trận này không thể đột kích vào trung tâm. Ngày 31 tháng 7 năm 1974, quân ta liên tiếp tổ chức 3 đợt tiến công nhưng vẫn không thành công. Bộ đội bị thương vong nhiều phải dừng lại giữ bàn đạp, chuẩn bị cho đợt tiến công mới. Cuộc chiến đấu ở Thượng Đức vì vậy mà diễn biến trở nên hết sức quyết liệt. Sau đợt tiến công thứ nhất không thành công, Bộ Chỉ huy Chiến dịch lệnh cho Sư đoàn 304 tạm dừng tiến công để bổ sung, củng cố lực lượng,
sắp xếp lại tổ chức, hoàn chỉnh hệ thống công sự trận địa, đồng thời rút kinh nghiệm đợt tiến công trước. Phương châm tiến công chuyển sang đánh chắc thắng. Theo đó, ngày 6 tháng 8 năm 1974, quân ta tiếp tục nổ súng tiến công Thượng Đức lần thứ hai. Đến sáng ngày 7 tháng 8, các lực lượng của ta đã hoàn toàn làm chủ chi khu quận lỵ Thượng Đức. Bị mất Thượng Đức và tổn thất nặng nề về lực lượng ở các hướng phối hợp, địch nhiều lần tổ chức lực lượng hòng tái chiếm Thượng Đức nhưng đều thất bại. Qua 10 ngày đêm chiến đấu với hai đợt tiến công và cứ điểm có công sự vững chắc, khắc phục mọi khó khăn, nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ trương và phương châm tác chiến của Bộ Chỉ huy Chiến dịch, chiến đấu liên tục và quả cảm. Sư đoàn 304 cùng Trung đoàn 3 của Sư đoàn 324 và một số đơn vị địa phương đã làm chủ chi khu Thượng Đức và các vị trí vệ tinh, tiêu diệt và bắt 1.600 tên địch, bắn rơi 13 máy bay A-37 và trực thăng vũ trang, thu hơn 1.000 súng các loại, giải phóng quận lỵ Thượng Đức. Có thể nói Thượng Đức là quận lỵ đầu tiên ở miền Nam được giải phóng hoàn toàn sau Hiệp định Paris mà địch không chiếm lại được. Đồng thời, ta còn gây thiệt hại nặng về lực lượng tổng dự bị của quân đội Sài Gòn. Đó là thắng lợi lớn cả về quân sự và chính trị của quân và dân ta. Sĩ quan cách mạng cứu gần 30 lính Việt Nam Cộng Hòa. Trong chiến dịch giải phóng quận lỵ Thượng Đức năm 74, có một câu chuyện vô cùng cảm động, có thật. Mặc dù nghe có vẻ khó tin, trong bối cảnh chiến tranh đang diễn ra hết sức ác liệt, nhưng có lẽ với những người dân Việt Nam cùng chung dòng máu đỏ da vàng thì những chuyện như vậy chẳng có gì khó hiểu. Đó là câu chuyện về người sĩ quan quân giải phóng phá rào cứu gần 30 lính quân đội Sài Gòn ngay giữa mặt trận khi hai bên vừa giao tranh vô cùng ác liệt. Người sĩ quan đó chính là Đại tá Ngô Thanh Hải, nguyên trưởng phòng thuộc Công an thành phố Đà Nẵng, nguyên cán bộ an ninh khu ủy Quảng Đà. Nay đã ở tuổi thất thập, nhưng ông vẫn nhớ như in từng chi tiết của câu chuyện phá rào cứu lính Việt Nam Cộng Hòa năm xưa. Ông đã kể lại sự kiện này với phóng viên của báo điện tử VOV. Chúng tôi xin được thuật lại trong video này, dựa theo bài viết của tác giả Thanh Hà đăng trên báo điện tử VOV miền Trung. Tháng 7 năm 1974, ông Hải tham gia chiến dịch giải phóng quân lỵ Thượng Đức. Chiến dịch khốc liệt khi sư đoàn 304, 324 cùng bộ đội địa phương, dân quân du kích đánh vào chi khu quận lỵ Thượng Đức kéo dài đến 10 ngày giữa cái nắng mùa hè như đổ lửa. Cuộc chiến đấu ở Thượng Đức diễn ra quyết liệt đến sáng ngày 7 tháng 8. Các lực lượng cách mạng đã làm chủ chi khu quân sự quận lỵ Thượng Đức, nhưng thương vong rất nặng nề về lực lượng cả hai bên lẫn dân thường. Ngày cuối cùng của chiến dịch, Đại tá Hải đã chạm trán với một đội tàn binh bại trận phía Việt Nam Cộng Hòa có khoảng gần 30 người. Những người này còn rất trẻ, hầu hết đã mất sức chiến đấu, rệu rã và hoảng loạn. Có nhiều người bị thương rất nặng. Toán lính này khi giáp mặt với người chiến sĩ giải phóng thì vô cùng hoảng sợ, quỳ lạy van xin tha mạng. Thậm chí nhiều người tưởng mình phen này coi như đã tàn đời, đã tuyệt vọng mang ảnh của gia đình, người yêu, người thân ruột thịt ra khóc lóc thảm thiết và nói lời vĩnh biệt. Những tiếng kêu gào mẹ ơi, cha ơi, em ơi khiến Đại tá Hải bỗng thấy lòng mình như thắt lại. Niềm hận thù trước đó đang dâng cao cũng đã trùng xuống. Thế là ông quyết định phá tan rào cản hận thù để cứu những người bên kia chiến tuyến. Ông lập tức cho người đưa nhóm tù binh xuống tập kết tại Gò Mõm Lợn tại ngã ba Sông Vàng và Vu Gia. Cả đêm hôm ấy ông trằn trọc không thể chợp mắt. Trong đầu ông cứ ám ảnh mãi những lời chăn trối thảm thương của những người lính Sài Gòn đang bị thương, quằn quại trong đau đớn cả về thể chất lẫn tinh thần. Cuối cùng, ông quyết định nhờ một người du kích địa phương tên là Nguyễn Khánh Sơn dẫn đường cho ông tới phá cửa một hiệu thuốc Tây của bà Sáu Thành ở xã Đại Lãnh để lấy một ít thuốc men về chữa trị cho nhóm tàn quân kia trước khi đưa họ tới trại tập trung. Sở dĩ phải phá cửa nhà thuốc vì lúc này người dân đã đóng cửa đi sơ tán hết cả. Ông Hải kể, hồi ấy tôi nghĩ rằng hầu hết đều bị bắt lính và là người Nam Bộ nói tiếng Nam. Nếu như để giải rác thì họ sẽ bị nhiễm trùng, rồi chảy máu đến chết. Do đó tôi, trong ban quân quản, chỉ đạo chuyển hết số lính Sài Gòn đó về Mõm Lợn. Mình có suy nghĩ rằng họ cũng là một người chồng, một người con trong gia đình. Hồi xưa khi đi học lớp đệ ngũ, tôi có học một cuốn tiểu thuyết Anh Phải Sống. Câu chuyện Anh Phải Sống dạy rằng, người chồng trong gia đình rất quan trọng. Nghĩ về câu chuyện ấy, mình liên tưởng đến những người chồng, người con bị bắt lính đang nằm đây, mà mình bỏ họ chết thì tang thương của bao nhiêu gia đình. Cả một đêm trăn trở suy nghĩ lắm. Từ ngày bước chân vào quân ngũ, chúng tôi được giáo huấn là không được đụng đến, dẫu cây kim sợi chỉ của nhân dân. Vậy mà trong lúc loạn ly, tôi đã quyết định phá nhà thuốc, lấy y cụ thuốc men để trị thương, cứu quân địch.
Chính tôi lúc ấy cũng nghi hoặc lập trường quan điểm chính trị của bản thân mình. Nhưng rồi giữa trận mạc biết bàn bạc với ai? Hơn nữa mạng sống của nhiều con người trước bờ vực nguy khốn, nên tôi đã có quyết định trái quy định lúc bấy giờ. Ở thời điểm chiến sự đang diễn ra cam go ác liệt giữa hai phía như vậy, thì việc ông Hải phá rào cứu quân địch cũng khá nhạy cảm, nên ông đã giấu kín chuyện này trong lòng. Người du kích Nguyễn Khánh Sơn năm xưa đưa ông Hải đi lấy thuốc cứu người, sau này cũng tâm sự rằng sau khi chiến dịch Thượng Đức kết thúc, công việc ngổn ngang, người chết trận, người bị thương rất nhiều. Thế nhưng khi nhận lệnh cứu người của ông Ngô Thanh Hải, ông cùng cô y tá cũng tên là Hải và một số du kích xã ngày đêm lo cơm nước, thuốc men, băng bó vết thương cho nhóm tù binh. Nhiều người lính Việt Nam Cộng Hòa bị bỏng do đạn B-40, giòi bò nát thịt, lên cơn tâm thần, đòi hành hung người chăm sóc. Nhưng các cô, các chú chỉ quan tâm tới việc chữa trị cứu người. Ông Sơn bảo rằng, cũng nhờ trước đó một tháng các ông được học tập về tinh thần hòa hợp, hòa giải dân tộc, nên mọi người đã có tinh thần gác qua thù hận. Trong giai đoạn giao thời, xác địch xác ta còn nhiều lắm, mà bọn tôi phải làm rất nhiều việc, mọi người phải chia nhau ra để làm. Đúng ra, thời điểm đó mà phân biệt địch ta thì mình không dám làm. Nhưng mà quan điểm hồi đó chỉ đạo là phải hòa giải dân tộc, cho nên phải biến đau thương mất mát thành hành động cụ thể. Và không phân biệt người đó là bên kia chiến tuyến, miễn là cứu người được là tốt rồi. Mặc dù người đó từng cầm súng bắn mình, nhưng bây giờ họ đã thua cuộc nên mình vẫn cứu họ. Ông Sơn chia sẻ. Trong số gần 30 lính Sài Gòn được cứu năm xưa có ông Đỗ Minh Long, nay vẫn còn sinh sống và làm ăn ở xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc. Phải mất rất nhiều năm sau khi chiến tranh qua đi, ông Long mới vô tình biết được cô y tá Hải năm xưa chữa trị cho mình là theo lệnh của ông Ngô Thanh Hải. Lập tức ông Long đi tìm cô Hải để rồi hỏi ra được địa chỉ của đại tá Hải để mong được nói lời cảm tạ. Thế rồi hai gia đình thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau như những người bạn. Ông Đỗ Minh Long đã ngoài 70 tuổi, là con trai duy nhất trong một dòng họ. Sau chiến tranh ông lấy vợ và sinh 5 người con trai, trong đó 2 người đã vào bộ đội. Nhắc lại câu chuyện năm xưa, ông Long không khỏi ngậm ngùi. Lúc trận Thượng Đức, mình được quân giải phóng cứu chữa. Họ tới băng bó, cho mình ăn uống, nhờ sự quan tâm giúp đỡ của quân giải phóng, nếu không chúng tôi đã chết rồi. Bị thương mà họ không cho ăn, không băng bó thì chúng tôi chết. Tôi là người trực tiếp mang ơn quân đội giải phóng, mặc dù tôi là người ở bên kia, nếu không được sự cứu chữa đó thì tôi đâu có ngày hôm nay. Gò Mõm Lợn, ngã ba sông Vàng và sông Vu Gia hợp thủy, nơi năm xưa những người lính hai bên chiến tuyến ngày đêm đối mặt với sự khốc liệt của chiến tranh. Bây giờ cây cối sum xuê, bờ bãi xanh ngát. Người dân nơi đây thường nhẹ nhàng khi nói rằng có thấu hiểu được lịch sử chiến tranh mới thấy rõ được ý nghĩa và giá trị của hòa bình hôm nay. Cuộc chiến ngưng, tiếng súng đã lặng 48 năm, nhưng để quên đi nó, quên đi mất mát, đau thương, hận thù với những người lính không phải là điều dễ dàng. Những người lính ra trận dù bên nào cũng luôn mong mỏi ngày hòa bình. Do hoàn cảnh lịch sử mà nhiều khi trong cùng một làng xã, một tập thể, thậm chí là một gia đình, anh em lại là người bên này, kẻ bên kia. Chiến tranh, họ hai bên chiến tuyến hướng súng vào nhau, nhưng hòa bình, họ cùng trở về một mái nhà chung. Quý vị thân mến, con người Việt Nam vốn dĩ có truyền thống nhân nghĩa, hòa hiếu, hòa hợp. Lịch sử trải qua bao thăng trầm, lúc chiến tranh, lúc hòa bình, song sự hận thù không phải là sự lựa chọn của người Việt. Hiện thực đất nước sau ngày giải phóng, Bắc Nam một nhà khẳng định rõ điều đó. Khái niệm ta địch, thù hận không còn ngăn cách trong cộng đồng người Việt Nam. Điều này chỉ xảy ra ở bộ phận người Việt di cư ra nước ngoài sau năm 1975, nhất là tại Mỹ và bộ phận chống phá trong nước. Với những ai vẫn còn nuôi hận thù, định kiến, đã đến lúc cần soi rọi chính dòng máu quê hương đất mẹ của mình và dòng chảy thời cuộc để có cách nghĩ và hành động đúng đắn.